chịu đau không được đó nè. Và im lặng rồi đó, chảy nước mắt chưa? Tạo anh nhớ xin khẩu trang anh. Chưa có khẩu trang em ơi. Khẩu trang rồi vậy? Chưa có. Lên lầu đi em. Chị ơi, Tùng nữa chị cho em đi lại giúp em nghe. Nói ai đó bán chả ưu hòm được. Chị có ở đây không? Thì mà nó bán chả quá xíu mấy bé ứng rồi mà. Để đi chứ để như đi không tốt cho da đâu chị ơi. Cơ địa hắn là cơ địa mụn nên là mình phải hồi trước mụn kia trứng mụn đồ đen do cái này là phải rửa mặt sạch với lại tuyến mồ hôi bả nhiều quá nè. Rửa mặt đi sạch. Cố gắng nghe. Vậy quay này nhớ xin quay luôn cái sao cái mặt rồi lại tự nhiên là... chứ còn mày quay đây là nhìn giống nhau quá vậy, chị sợ là giống nhau để phân biệt được. Tại rùng mình thấy rùng luôn à. Bữa hôm nay chị uống đi đâm mà chị cắt chỉ á, trời ơi, mà gặp người khác nhìn nữa chứ. Bé đau chứ gì chị đau được.
Trừ mà cái tai này mà biểu xăm đồ thôi thì khỏi xăm luôn. Quay gần không đó. Đi lên lầu nhiều rồi mà ta. Mà không có có ai làm không đã Hà ơi, kiểm tra đi.
Người mua vô trước làm trước ở đây hãy. Quay ái đi, quay kiểu xong kiểu như không biết bắt đầu từ đâu luôn. Muộn giống theo hàng thì đâu em. Nhiều cũng loạn thiên.
nó làm mình rối gì á. Nhiều mà kiểu như là khó phân biệt được luôn, kiểu như mình bị hoang bị chó vậy, không không biết nặng cục mù á. Quay thấy được không? Tối nay phải lên xe rồi. Mấy giờ? Thì chia tay. Chia tay gì quê chứ.
Bên này đang sống chút xíu luôn. Chị cũng có sức để nặng cho em xíu luôn. Nặng mấy cái mặt này chứ. Hai chị em đều xíu. Nè, em lấy cái bông á, em cho chị xin xí nước muối.